Xin kính chào các nhà đầu tư. Trong bối cảnh khối ngoại nói chung đang bán ròng trên thị trường chứng khoán, thì kiên nhẫn chờ đợi lại là thông điệp của quỹ ngoại Pin Elephant gửi gắm các cổ đông. Theo quỹ này thì chờ đợi ở đây là chờ đợi nhu cầu của thị trường trong nước Việt Nam phục hồi hết công suất vào giai đoạn năm 2024 và năm 2025. Chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB chuyển sang giai đoạn cắt giảm lãi suất và chờ đợi thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm bước tiến và được nâng hạng thành thị trường chứng khoán mới nổi. Vâng, hiện là thời điểm cho một cái đầu lạnh, đó chính là lời nhắn nhủ của quỹ ngoại này để có thể kỳ vọng thị trường mang lại kết quả tốt hơn trong 9 tháng tới. Để đạt được mục tiêu đó thì việc có nhiều danh mục đầu tư mẫu gồm những nhóm cổ phiếu theo những tiêu chí phù hợp là yếu tố tiên quyết. Những danh mục khác nhau này được may đo để phù hợp nhu cầu và khẩu vị rủi ro khác nhau của các nhà đầu tư. Sản phẩm đầu tư mới này cũng đã bắt đầu được các công ty chứng khoán đưa ra thị trường, thu hút sự quan tâm của khá nhiều nhà đầu tư. Từ tháng 10 năm ngoái, công ty chứng khoán này bắt đầu đưa 5 danh mục mẫu e-portfolio ra thị trường với mục tiêu lợi nhuận đến từ cổ tức và chênh lệch giá. Thời gian nắm giữ đa dạng từ 3 tới 6 tháng tới trên 1 năm. Mức độ rủi ro khác nhau, mức sinh lời dự kiến vì vậy cũng khác nhau từ 12 tới 30% tùy theo danh mục mẫu. Qua những cái danh mục mẫu này, chúng tôi sẽ giúp ích cho nhà đầu tư sẽ tự mình quản lý danh mục đầu tư của mình một cách chuyên nghiệp nhất, giống như một quỹ đầu tư, nhưng nhà đầu tư có thể có quyền chủ động đưa ra các cái quyết định và có những cái sự gợi ý cũng như là có sự tham vấn của các chuyên gia đầu tư của VPMS Research. Và qua cái performance của các danh mục đầu tư của chúng tôi trong thời gian vừa qua thì có lẽ là chúng tôi tự tin rằng là các hiệu suất của danh mục hiện tại là vượt trội so với các danh mục mà các quỹ đầu tư hiện tại đang có trên thị trường. Như trong giai đoạn quan sát gần 5 tháng, danh mục mẫu e-portfolio lợi thế cạnh tranh đạt mức tăng trưởng là 34,6%, còn ngành tài chính tăng trưởng là 37,3%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 21,1% của VN Index. Với mức tăng trưởng hấp dẫn và chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng điện thoại, e-portfolio đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cá nhân. Vì đang ở giai đoạn thử nghiệm nên tôi chỉ đang trải nghiệm cái gói 3 tháng thôi. Và tôi thấy nó rất là hay, bởi vì khi mà nhà đầu tư mới non trẻ thì không biết phải lựa sản phẩm nào thì chúng ta có thể lựa chọn sẵn của một cái danh mục của một đội research như vậy thì tôi rất là yên tâm. Tôi dành nửa danh mục cho mình trading ngắn hạn, còn một nửa danh mục thì mình trả dài cho các danh mục của cái sản phẩm đó. Tôi thấy cái danh mục này đầu tư là khá tốt dành cho khách hàng kiểu như không có nhiều thời gian để trading. Tại hội thảo chọn danh mục đón sóng lớn do công ty chứng khoán VPBank vừa tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư. Các chuyên gia đã nhận định, trên nền tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm nay, xu thế hồi phục về lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã điều chỉnh về mức thấp hơn trung bình 10 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực cả về thanh khoản và điểm số trong năm nay, nhưng các nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng bẫy giảm giá. Công ty chứng khoán VPBank cũng đón đầu xu hướng nâng hạng với dự kiến bổ sung thêm danh mục mẫu mới gồm 9 cổ phiếu lớn được hưởng lợi từ xu hướng này.